đường chuyền dài của Nhật Nam, Minh Trọng rất hay, và đó là bàn thắng của Khuất Văn Khang. Một phần thưởng xứng đáng cho Khuất Văn Khang. Một lần nữa chúng ta lại thấy những tình huống lên bóng của U22 Việt Nam trong trận đấu này là sắc như thế nào. Tình huống chạy chỗ tốt của Minh Trọng. Trước đó là đường chuyền đến từ Nhật Nam. Một pha phối hợp của những người thuận chân trái từ Lê Quốc Nhật Nam, từ Minh Trọng và người dứt điểm là Khuất Văn Khang. Cuối cùng thì Khuất Văn Khang cũng có được bàn thắng sau rất nhiều cơ hội được tạo ra. Và nếu may mắn hơn thì có lẽ là Khuất Văn Khang đã có được bàn thắng sớm hơn ở SEA Games 32 lần này. Nhưng dù sao bàn thắng này cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp của Khuất Văn Khang ở SEA Games 32. Anh vẫn còn đủ tuổi để tham dự thêm một kỳ SEA Games nữa. Và điều quan trọng với huấn luyện viên Chu Dê và các học trò là chiến thắng ngày hôm nay, một điểm tựa về mặt tâm lý để có thể hướng tới tương lai với một chặng đường rất dài mà huấn luyện viên Chu Dê muốn xây dựng cho bóng đá Việt Nam, với những cầu thủ trẻ có thể duy trì được đà phát triển của mình trong tương lai và sau đó là thể hiện khả năng ở đội tuyển quốc gia. Ngày hôm nay có thể nói là một trận đấu xuất sắc của những cầu thủ chạy cánh. Bên cánh phải là Hồ Văn Cường, còn bên cánh trái đó là Minh Trọng. Một đội bóng mạnh thì chắc chắn phải có những cầu thủ chạy cánh hay, bởi những hành lang bên cánh là những hướng tấn công sẽ rất hiệu quả nếu biết cách khai thác. Và trận đấu này chúng ta đã thấy được ông Chu Xie đã khai thác hiệu quả như thế nào những tình huống khoét sâu vào hai bên cánh của Myanmar. Những cầu thủ chạy cánh ngày hôm nay đã làm việc rất hiệu quả. Nhật Nam là người đã kiến tạo cho Minh Trọng băng xuống và chuyền bóng cho Khuất Văn Khang ghi bàn. Có mặt trên khán đài lúc này thì ông Michael Fechtensteiner có lẽ cũng cảm thấy bất lực khi mà đội bóng của ông không thể ngăn cản được những pha tấn công của cầu thủ U22 Việt Nam. Cầu thủ Myanmar đã chơi khá hay khi đối đầu với U22 Thái Lan ở bán kết và họ đã giữ được khung thành cho đến hơn 30 phút của hiệp 1. Nhưng ngày hôm nay cầu thủ Myanmar đã không thể bảo toàn được khung thành của mình trước U22 Việt Nam chỉ sau 8 phút. Rõ ràng là chiến thắng ngày hôm nay của U22 Việt Nam trước Myanmar, mặc dù vẫn còn 30 phút nữa, nhưng chúng ta có thể mạnh dạn tự tin với những gì mà cầu thủ đã thể hiện trên sân. Ngày hôm nay, trận đấu ngày hôm nay dễ dàng hơn nhiều so với cầu thủ Thái Lan giành chiến thắng trước Myanmar ở bán kết. Thái Sơn, tình huống băng xuống của Thái Sơn. Ngày hôm nay màn trình diễn của U22 Việt Nam đúng với những gì mà ông Chu Xie đang hướng đến, đó là một lối chơi kiểm soát bóng và xử lý bóng ở cự ly ngắn và cự ly trung bình. Cầu thủ giữ khoảng cách và thực hiện những pha phối hợp đập nhạc, ban bật nhịp nhàng. Đó chính là lối đá mà nhiều đội bóng mạnh trên thế giới đang áp dụng lúc này, kể cả Nhật Bản hay Thái Lan, họ cũng chọn lối đá kiểu như vậy.
đây là một lối đá phù hợp với tố chất kỹ thuật của cao thủ Việt Nam. Ở đây cũng là một lối đá mà sẽ cần thời gian để các cầu thủ thích nghi, để các cầu thủ thay đổi. Với các cầu thủ trẻ, việc tiếp cận với lối đá này thích nghi sẽ có chút thuận lợi hơn so với những người đàn anh ở đội tuyển quốc gia, những người đã chọn cho mình được phong cách chơi và đã quen với một cách chơi được hình thành trong nhiều năm qua dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cũng qua SEA Games 32 này, huấn luyện viên Chu Xie đã thể hiện được rõ ràng ý đồ của mình để bản thân các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, những người theo dõi SEA Games 32 lần này, theo dõi cách mà U22 Việt Nam thể hiện cũng sẽ hiểu hơn về triết lý mà huấn luyện viên Chu Xie sẽ xây dựng và cách làm việc trong tương lai của huấn luyện viên người Pháp này. Chúng ta thấy ngày hôm nay trên khán đài vẫn là một màu đỏ rất quen thuộc của các cổ động viên Việt Nam, những người luôn theo sát và cổ vũ rất lớn cho cao thủ. Mặc dù có thể đây là một giải đấu mà cao thủ U22 Việt Nam không thực sự thành công, nhưng tình yêu của người hâm mộ dành cho các tuyển thủ trẻ của chúng ta là luôn không thay đổi. Pha lên bóng của cầu thủ Myanmar, trọng tài đã phất cờ. Thủ môn của U22 Việt Nam lúc này đang bị đau. Một tình huống việt vị rất rõ. Huy Hoàng đã băng ra pha bóng và đã có một va chạm khá mạnh. Có lẽ là đầu gối của cầu thủ Myanmar đã đập vào bắp đùi của Huy Hoàng. Đây là tình huống mà cầu thủ đội bạn cũng ham bóng chứ cũng không có ý đồ muốn phạm lỗi. Như vậy bên phía U22 Việt Nam có thêm một sự thay đổi người nữa. Người vào sân là Đức Phú. Đức Phú vào thay cho vị trí tiền vệ trung tâm của Lê Quốc Nhật Nam. Chu Xie đang sử dụng quyền thay đổi người một cách hiệu quả để giúp cho những cầu thủ nào mệt có thể được thay thế bởi những cầu thủ có thể lực tốt hơn và cần phải chia khoảng cách giữa những lần thay đổi người ra một cách hợp lý để các cầu thủ trên sân duy trì được trạng thái thể lực tốt nhất. Chúng ta vẫn còn một lần thay đổi với hai cầu thủ nữa. Huấn luyện viên Chu Xie và ban huấn luyện thực sự rất hiểu lứa cầu thủ này. Với những người mà ông từng làm việc từ đội U19 cách đây 2 năm và đến bây giờ, khi mà huấn luyện viên Chu Xie nhận lời làm việc với bóng đá Việt Nam thì ông cũng đã lên một bản kế hoạch, và với những ấn tượng mà ông có được từ các cầu thủ U19 thì những cá nhân đó ngày hôm nay có mặt ở trên sân và đã hoàn thành hành trình cùng với huấn luyện viên người Pháp này tại SEA Games 32. Sáng 6 tới thì
cầu thủ U20 Việt Nam vào một giải đấu giao hữu Honda Cup ở Trung Quốc và xa hơn sẽ tham dự ASEAN. Đó là cách mà chúng ta chuẩn bị cho thế hệ kế cận cho SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan và nhiều giải đấu quan trọng hơn như vòng loại U20 châu Á. Vừa rồi là một tình huống mà những tiền vệ trung tâm của chúng ta đã tìm kiếm cơ hội sút xa. Nhìn cách mà huấn luyện viên Chu Dê phản ứng với các cầu thủ thì vấn đề bây giờ của chúng ta không chỉ là kết quả trên sân, mà vấn đề là các cầu thủ cần thấm nhuần cách chơi, cần phải thi đấu một cách bình tĩnh hơn và cần phải biết cách phối hợp ở những cơ hội thuận lợi thay vì việc là dứt điểm từ xa và không hiệu quả như vừa rồi. Chúng ta đã thu hồi được lại bóng khá nhanh. Tuấn Tài, Quốc Việt, một tình huống để mất bóng khá nguy hiểm. Sau đó Minh Trọng đã có một pha can thiệp kịp thời. Với lối chơi kiểm soát bóng thì một điều rất quan trọng là nếu bị mất bóng thì cần phải pressing rất nhanh để khiến cho đối thủ phải mắc sai lầm và làm giảm tình huống nguy hiểm khi bị phản công. Duy Cường, ngày hôm nay các trung vệ của chúng ta cũng không phải hoạt động vất vả. Sức ép mà cầu thủ Myanmar tạo ra là không nhiều. U22 Myanmar cũng xuống tinh thần thấy rõ sau khi nhận những bàn thua và thế trận hoàn toàn thuộc về U22 Việt Nam. Đây là lúc mà chúng ta không chỉ tổ chức những tình huống tấn công đẹp, có những bàn thắng, mà chúng ta còn phải thể hiện một